Ngày 8 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 12, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Cụ thể nhất là vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án đường vành đai 3 đi qua địa bàn huyện Hóc Môn. Cơ bản thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của huyện trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn tiếp tục nghiên cứu bàn sâu một số nội dung. Huyện Hóc Môn cần triển khai quán triệt sâu tinh thần nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, cũng như chuẩn bị trước các nội dung thí điểm tại nghị quyết thay nghị quyết 54 của Quốc hội, dự kiến được thông qua trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, hiện thành phố đang triển khai rất quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ này. Đồng chí yêu cầu huyện Hóc Môn chăm lo xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gắn bó máu thịt với nhân dân, tập trung triển khai thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Quan trọng nhất là từng đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy phải gương mẫu, chịu trách nhiệm trong chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, thuộc quyền quản lý của mình. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Sau khi dự hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo huyện Hóc Môn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Dòng. Đoàn công tác cũng thị sát công viên du lịch sinh thái huyện Hóc Môn. Đây là công viên được xây dựng từ nguồn vốn tiết kiệm ngân sách của huyện với tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.